mình vừa mới đọc một cái feedback ở trên group Healthy Life with Hana Giang Anh của chị Hằng Lê mà mình vô cùng là được truyền cảm hứng. Ôi hay lắm đấy mọi người ạ. Đây mọi người xem cái ảnh before và after của chị ấy này. Ngày trước thì chị 51,7 cân và sau 7 tháng tập luyện của mình thì bây giờ chị có cân nặng là 52,5 cân, có nghĩa là chị tăng lên 1 cân. Nhưng mà nhìn cái ảnh các bạn thấy có khác không? Cơ thể hoàn toàn thay đổi đúng không? Thay đổi rất nhiều luôn. Các bạn nhìn trước là kiểu người rất là nhiều mỡ nhá, và tạng người trông kiểu phì, hơi phì là lỏng lẻo ấy. Có nghĩa là khi mà cơ thể chúng ta nhiều mỡ và ít cơ thì cùng là từng ấy cân nặng hoặc là chúng mình sẽ ít cân hơn, nhưng mà trong người của mình nó sẽ phì hơn các bạn. Còn khi mà các bạn tập luyện đều đặn theo lịch tháng của Na ấy, có nghĩa là mình tập cardio kết hợp với strength thì các bạn sẽ thấy là người của chúng mình nó sẽ săn lại, bởi vì là chúng ta giảm mỡ nhưng mà chúng ta tăng cơ. Thế nên là mà cơ ấy, tức là cùng một cân thì một cân mỡ trông nó sẽ to hơn một cân cơ. Đấy nên là chúng mình tăng cơ lên. Đấy, mỡ chúng mình giảm ít hơn mà cơ chúng mình tăng nhiều hơn. Thế là chúng mình sẽ tăng cân lên và trông người body đi rất là nhiều và trông chị trẻ hơn trước rất nhiều luôn. Mọi người xem ảnh nha, còn có một cái ảnh nữa rất là hay đây rồi. Tháng 8 năm 2021 thì bụng đề, bụng chảy nhá. Sau đấy tháng 3 năm 2022 thì người gọn hơn rất là nhiều và mình đặc biệt ấn tượng bởi vì chị đã có cái cơ bụng nhìn người rất là vâm ở đô ấy. Vâm ở đô ở đây là theo mình là lời khen nhá, tại vì đối với mình ý, tập luyện để có thể ra được cái nét mà hơi vâm vâm đô đô thì phải tập rất là tốt, phải tập rất đúng kỹ thuật và phải rất là chịu khó, vượt qua thử thách, vượt qua cái giới hạn của mình mỗi ngày, mỗi buổi tập ấy. Kiểu rất là mệt rồi nhưng mình không dừng lại thì nó mới ra được cái tạo người kiểu khỏe hẳn lên như thế. Đây chị bảo bên trái là chị ý lúc chưa biết tập tành gì cả, chưa biết vận động là cái gì luôn. Sau 7,5 tháng mặc dù chưa đẹp nhưng mà với mình thì đã quá là tuyệt vời. Chị cứ khiêm tốn là chị chưa đẹp chứ thật ra là mình đẹp hơn bản thân mình thì như thế đã tuyệt vời rồi. Chứ còn kiểu mình so sánh với hoa hậu, với người mẫu hay là với những người trên mạng, hoặc thậm chí mọi người so sánh mọi người với cả Na để làm gì đâu, bởi vì mỗi người có một cái thể trạng khác nhau, rồi tần suất vận động khác nhau nữa. Ví dụ như là để người gọn được và săn được thật là fit ý, thì các bạn phải tập rất là nhiều năm. Còn nếu mà mình mới tập thì như thế này đã là cực kỳ tuyệt vời rồi đó mọi người ơi. Ăn Tết xong chị lại tập tiếp theo series 8 tuần giảm mỡ cơ bản của mình, thực sự rất hiệu quả. Hình bên phải mình gọn hơn. Em mọi người thấy đây, từ 9 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 chị tập chăm theo xạo giảm mỡ cơ bản của mình thì bụng chị lại gọn hơn rất là nhiều. Vẫn là cái quần đấy và vai chị đã gầy hơn trước rất là nhiều, người cũng mỏng hơn. Mọi người hãy xem cái ảnh so sánh này, năm 2019 và năm 2022 trong cùng một cái váy xanh. Thì ngày xưa là kiểu bọc tay có mỡ và vai, tức là cũng là cái tạng người thôi, nhưng mà ngày xưa thì cái vai và tay nó có nhiều mỡ. Nhưng bây giờ thì kiểu mọi người có thấy cái ngực của chị không? Cái ngực của chị lift up, mình hay gọi là cái tạng lift up, tức là khi mà mình tập luyện thì mình có cơ vai, cơ ngực, cơ lưng, cơ bụng thì toàn bộ cái phần thân trên của mình nó sẽ được nâng lên. Và đấy là lý do mà tại sao những người mà người ta tập lâu ấy, thì lúc nào đi ấy, cảm giác là cũng rất là hiên ngang, không phải là vênh váo hay là gì đâu, mà là do mình tập cơ ấy, nên là cái phần cơ thân trên nó nâng toàn bộ cái khung người của mình lên và làm cho lưng của mình nở ngang hơn, trông người của mình thẳng hơn, tư thế của mình đẹp hơn rất là nhiều. Đây là một sự thay đổi ngoạn mục luôn. Có thể đối với mọi người thì cái sự thay đổi ngoạn mục nó là giảm mười mấy cân xong rồi trông kiểu từ to đùng thành bé tí, nhưng thực ra cái ca này đối với mình mới là kiểu mình rất là appreciate, mình rất là trông đợi, rất là đánh giá cao cái sự nỗ lực của chị ý. Bởi vì đối với mình thì để thay đổi được hình thể và nó tăng cơ lên và trông cơ thể nó đẹp, săn chắc và fit như thế này, mình rất là tự hào. Đây là một học trò thật là tuyệt vời của mình ở trên group Healthy Life with Hana Giang Anh. Mỡ nách của chị cũng bớt đi rất là nhiều nha, và cái dáng đứng của chị cũng khác nha. Ví dụ là khi mà mình có cơ vào ấy, mình đứng trong người lúc nào cũng cùng nâng lên như thế này đó. Mọi người có thể đọc kỹ hơn cái bài chia sẻ của chị nhá, rất là truyền động lực luôn. Chào các chị em và các cháu, hôm nay mình mới có thời gian nên lại muốn chia sẻ với mọi người thêm một lần nữa về quá trình thay đổi thói quen và thay đổi luôn cách sống để tiếp thêm động lực cho các chị em, đặc biệt là tầm tuổi của mình. Vài tháng nữa là mình tròn 40 tuổi, cái tuổi mà mọi người thường bỏ bê bản thân vì cứ nghĩ mình sắp già rồi. Có một chút cũng không sao, nhưng với suy nghĩ đó cứ mỗi ngày qua đi, khi nhìn vào gương thấy mình sao sập sệ quá, đi đâu cũng ngại vì mặc đồ gì cũng xấu và cũng già. Sao lại nói là mình thế? Chắc là đến độ tuổi đấy thì đa phần phụ nữ sẽ nghĩ thế đúng không? Tại vì Na chưa đến độ tuổi đấy nên là Na cũng không có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà nếu như thế thì Na cảm thấy là nếu đến độ tuổi đấy mà có nhiều chị em có suy nghĩ đấy thì sẽ có khá là nhiều khoảng cách giữa những cái người mà người ta chăm chỉ tập luyện và những người mà bỏ bê bản thân. Tại vì khi mà mình chăm chỉ tập luyện, mình yêu thương bản thân mình từ những năm mà mình 20 hoặc là 25, 28, 30 tuổi thì đến lúc 40 tuổi, Nga nghĩ là bắt đầu từ 30 tuổi rồi đi là thường là phụ nữ không còn kiểu nhưng còn ngày còn trẻ nữa. Ngày còn trẻ khi tìm đến tập luyện là mọi người sẽ bởi vì là thích, bởi vì là thấy đẹp, bởi vì là thấy hay, muốn thử xem sao và rất là dễ bỏ cuộc. Nhưng mà bắt đầu từ 30 hoặc là ba mấy đổ đi là phụ nữ mà một khi đã tập là thường rất là bình. Đấy là những cái gì mà Nga cảm nhận được trên group Healthy của mình nhé, là những cái chị mà ngoài 30 đổ ra là tập rất bền luôn. Có thể là các chị yếu hơn, sức các chị kém hơn, người các chị nhiều mỡ hơn, tập sẽ không có hiệu quả bằng các em nhỏ được vì cơ thể trao đổi chất đã kém đi theo độ tuổi, theo thời gian rồi. Nhưng mà tập rất là bền bỉ và chăm chỉ, và một khi mà đã tập thì sẽ tập rất là chăm và sẽ cực kỳ yêu thương bản thân mình luôn. Thế nên là nếu đến tầm 40 tuổi mà vẫn còn bỏ bê bản thân mình thì mọi người sẽ có một cái khoảng cách rất là xa so với những cái người mà 40 tuổi là họ đã biết tập luyện từ cái ngày mà họ kiểu hơn 30 hoặc là tập luyện từ trước đấy. Tại vì là đấy như mình đã nói là một là bỏ bê bản thân, còn hai là đã tập và sẽ tập rất chăm chỉ, rất đều đặn và nó sẽ có một lối sống hoàn toàn khác luôn. Hy vọng là tất cả chị em phụ nữ đừng bỏ bê bản thân mình, hãy yêu thương bản thân mình, bởi vì không có ai yêu mình ngoài chính mình cả. Thật ra thì những người khác tất nhiên là xung quanh sẽ có chồng, có con, có bla bla bla, bạn bè, gia đình các thứ, nhưng mà không có ai yêu mình, không có ai có thể thay thế mình yêu mình như cái cách mà mình yêu mình được đấy, đúng không mọi người? Đợt dịch vừa rồi ở Sài Gòn mất mát và căng thẳng rất nhiều, nhưng mình thật cảm ơn nó vì đã đưa mình tới các bài tập của em Hana Giang Anh. Lúc đầu mình tập để giết thời gian, tập sai nhưng không có kết quả và chấn thương cũng có, lại nọ gặp bác Google tìm câu trả lời chứ không có ai hướng dẫn. Rồi 2 tháng sau miệt mài mỗi ngày 1 tiếng, cộng kinh nghiệm ăn kiêng bằng phương pháp keto nên cơ thể mình bắt đầu thay đổi. Khi nhìn thấy kết quả mình lại tiếp thêm động lực. Thực sự lúc đầu mình chỉ dám tập những bài 10 phút, sau nâng lên 20 phút, mình xét đồng hồ mục tiêu mỗi tuần mỗi cao hơn, có thể hôm nay chưa đạt được nhưng vài ngày sau mình sẽ chinh phục. Ban đầu chỉ dám chọn những bài ngồi với sức mình, xem những video theo lịch tháng hoặc những live của Nam mình thấy sợ lắm, chỉ có thần tiên mình theo được chứ người Trần Bắc Thịnh làm biến như mình sao mà tập được. Vậy mà tới giờ mình lại theo được, mặc dù có những hôm không được 100%. Bây giờ mỗi ngày mình đều dậy tập lúc 5 giờ sáng, điều mà mấy chục năm nay không bao giờ làm được, ngoại trừ lúc nuôi con nhỏ phải dậy sớm khi nó khóc hay là đòi bú. Công việc kinh doanh của mình cũng khá áp lực nên thực sự mỗi lần tập, nhất là bài ngày 3 và ngày 8 của chuỗi 18 tuần giảm mỡ cơ bản mà vẫn vượt qua được, thì những khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống mình cũng sẽ cố gắng từng chút để vượt qua bằng mọi giá. Lời cuối mình xin gửi lời cảm ơn tới em Nga vì những cống hiến cho cộng đồng, cảm ơn vì những bài tập free, những lời khuyên nắn nót động tác cho chị em để chị em mỗi ngày tốt đẹp hơn, yêu thương. Em cảm ơn chị rất nhiều. Nếu chị xem video này thì em một lần em cảm ơn chị rất nhiều vì chị đã hiểu và đã tiếp nhận được những cái điều mà em mong mỏi muốn được truyền tải tới qua các cái video. Thực sự là em biết là khi mà mọi người tập những cái bài tập của chương trình 8 tuần giảm mỡ cơ bản ấy, mọi người thường kêu là nặng quá, mọi người kêu rất là nhiều ấy. Em thì em chỉ muốn mọi người nghĩ thế này thôi, là tập thì có lúc nặng có lúc nhẹ, có lúc em cho mọi người bài nhẹ thế nhưng mà có những lúc thì rất nặng, đặc biệt là dạng bài ngày 8 và ngày 3 và ngày 18 ấy. Thì bởi vì em muốn cho mọi người hiểu là cái cảm giác khi mà mình tập ấy, mà mình vượt qua chính mình ấy, cái cảm giác đấy là nó sẽ là một cái liều doping cực kỳ khủng khiếp. Mọi người tập mà mọi người vượt qua được cái sự kinh khủng đấy thì mọi người sẽ cảm thấy bản thân mình kiểu rất là vĩ đại ấy. Nó đem lại mình cái nguồn động lực to lớn. Sau rồi mình bước ra khỏi phòng tập, mình cảm thấy mình rất là ngầu và mình có thể làm được tất cả mọi thứ và mình có thể vượt qua được tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống, đúng như những gì mà chị Hằng Lê đã cảm thấy. Đúng là những cái gì mà em muốn mọi người cảm thấy thôi, chứ không phải là em muốn hành xác hay hành hạ mọi người đâu. Em thì luôn bảo mọi người là tập luyện là phải biết yêu thương bản thân mình, biết enjoy từng khoảnh khắc. Tập luyện không phải là để hành xác, nhưng mà nó phải hôm này hôm kia, bởi vì những cái hôm kia ấy, nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy mình cực kỳ đỉnh, xong rồi lại có hôm này mình lại tập nhẹ nhàng. Nói chung là nó tùy vào cảm xúc mỗi hôm của mình, đúng không? Nhưng mà mình đừng để cho bản thân mình kiểu nó nhàn nhã quá, phải có một chút gia vị, phải có một chút mặn, một chút khó khăn mình vượt qua được thì cuộc sống nó mới, mình mới cảm thấy có ý nghĩa, right? Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Cùng vỗ tay chúc mừng cho chị Hằng Lê, đây là một ca giảm cực kỳ đỉnh, không phải giảm mà tăng. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia tập luyện của Hana ở trên group Healthy Life with Hana Giang Anh. Và nếu mà bạn nào chưa tham gia tập luyện của Hana và không biết bắt đầu từ đâu, thì các bạn có thể tham gia vào group Facebook này và đặt ra các câu hỏi. Tất cả mọi người đã tập rồi trên đấy, mọi người sẽ sẵn sàng chia sẻ lại cái kinh nghiệm của các bạn ý đã trải qua những thời gian đầu như nào. Và mình có một cái playlist dành cho những người mới bắt đầu tập ở trên YouTube. Các bạn có thể lên search Hana Giang Anh, xong rồi các bạn bấm vào kênh của mình, xong các bạn bấm vào cái phần danh sách phát người mới bắt đầu, thì trong đấy là tất cả những video mà tập dễ dành cho những người mới. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Bye bye.